Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sen A Chiên và câu lạc bộ Linh. Đây là trận đấu thuộc vòng 4 giải vô địch quốc gia Pháp và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 1 giờ 45 rạng sáng ngày 14 tháng 9 và theo đánh giá, câu lạc bộ Linh sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Sen A Chiên với mức kèo là 0,5, mức kèo cũng có thể tăng 0,75 và hạ xuống còn 0,25, mức tài xỉu là 2,5, 2,75 và 2,25 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả kết bạn Zalo hoặc ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của Sen A Chiên và Linh thì Sen A Chiên hòa 4 và thua 1 trước Linh. 5 trận thi đấu gần nhất của Sen A Chiên thì Sen A Chiên thắng 1 và thua 4. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Linh thì Linh thắng 3 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào đội khách Linh chấp 0,5 nhé. Vì sao? Mặc dù trận này Linh phải đi làm khách nhưng mà xét về thực lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì Linh đang được đánh giá là nhỉnh hơn Sen A Chiên về mọi mặt. Thứ hai nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì Linh cũng đang áp đảo hơn so với Sen A Chiên nữa. Cái thành tích thi đấu trên sân khách của Linh thời gian vừa qua nó cũng đang cực kỳ ổn định. Ở lượt trận này đến làm khách trước một đối thủ không quá mạnh là Sen A Chiên và hiện tại thì Sen A Chiên đang mất phong độ nữa. Với lực lượng đầy đủ của mình thì với mức kèo này mình dự đoán là Linh họ sẽ vượt qua được. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Linh chấp nha. Mức tài xỉu là 2,5, 2,75 và 2,25. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì đa phần cũng có từ 3 hoặc 4 bàn trở lên. Giá lại cái hiệu suất ghi bàn của Sen A Chiên lẫn Linh thời gian gần nhất cũng đang khá ổn định và cũng không loại trừ khả năng là đội chủ nhà đang mất phong độ, Linh với đẳng cấp cao hơn thì họ sẽ thắng đậm không chừng. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn và sẽ tiếp tục có nhiều bàn thắng được ghi, có thể là 3-0 hoặc 3-1 nghiêng về cho Linh trận này. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 1 trái. Vì đó hiệp 1 với mọi thứ đang vượt trội hơn nhiều so với đội chủ nhà thì có thể là Linh họ sẽ chơi với tâm thế cửa trên và chắc chiêu cơ hội. Dự đoán hiệp 1 Linh sẽ có được 1 hoặc 2 bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Linh luôn nha. Và canh tài còn dưới 1 thì vào. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Linh và tài. Ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.